ok. Hôm nay mình uống thử cái bia hơi Hà Nội xem sao nha. Nhìn quả bom này đẹp nhỉ. Ngày xưa bố mình hay uống cái thể loại này này. Bố mà nhìn cái này chắc thích lắm này. Uống thử nha. Rồi bây giờ đổ thử nhé. Rồi. Đúng bia. Bia bọt khác nhỉ. Hấp dẫn không? Niềm vui ha. Bây giờ đổ ra được rồi. Đấy, trước nhỉ. Bia hơi mà. Hơi okay. Phải có bọt. Ok, đây. Yeah. Yo. Chuẩn. Đấy, bia hơi Hà Nội. Mời các bạn nha, các bạn. Ok. Đây đây, bia thử. Vòng sau mưa. Có phải anh đã nhận ra. Anh có cái vòng mà nó sổ.